Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Man Nơ Canh Thành Tinh của tác giả Giả Ẩn là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh truyện Đình Soạn trong khung giờ đọc truyện buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Man Nơ Canh Thành Tinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày 14 tháng 3 năm 2009, Bình giúp chú mấy con manơ canh ra ngoài kia phân loại từng con một ra cho chú nhé. Ông Bình đứng chỉ đạo mấy anh thợ làm việc trong xưởng dệt may và sản xuất hình độ manơ canh của mình. Tiết trời dạo gần đây ẩm ướt quá, sợ là để bọn manơ canh ở lâu trong kho thì hỏng hết. Nay được bữa nắng giáo, ông Bình liền cho dọn dẹp lại cái kho chứa mai canh của mình. Nhìn cái cơ ngơi mình vừa mới gây dựng được vài năm khiến cho ông Bình rất tự hào. Sưởng của ông chuyên ngành dệt may, bên cạnh đó còn nhập thêm manơ canh về bán xỉ cho các cửa hàng khác. Công việc làm ăn thuận lợi cứ phất lên như diều gặp gió. Nhớ lại những tháng ngày đầu tiên lập nghiệp, khó khăn vô cùng. Hôm động thổ ông cũng mời thầy phong thủy tới cúng kiến chấn trạch, xem hướng sao cho hợp lý. Thầy phong thủy này nhìn trông cũng đạo mạo, chứ không như những thầy khác cho nên ông bình xem chừng cũng yên lòng thầy phong thủy xem qua thế đất đi vài vòng rồi nói với ông bình địa thế ở mảnh đất này mà để kinh doanh sản xuất thì hợp lắm dạ vâng à nhà con cùng với mấy người quanh đây ai cũng nói vậy ấy là tôi nói về địa thế còn về những thứ khác thì chưa có biết được ông bình vội hỏi thế, thế còn điều gì thưa à thầy phong thủy liền tiến lại rồi nói tiếp Tôi thì không phải là thầy cúng thầy phù thủy Nhưng mà khi xưa tầm sư học đạo cũng biết vỏ vẻ chút ít Lại thêm mấy chục năm trong nghề Cho nên cũng có thể cảm nhận được Ông Bình liền lo lắng Đất của nhà con có chuyện gì à Thầy phong thủy liền thở dài Đất này trời vẫn còn sáng mà rõ vẻ âm u Khí cầm thông suốt Đất này nặng lắm Làm sườn thì còn được chứ để ở Thì tôi sợ là không đặng Tôi cũng chỉ giúp ông trấn trạch được thôi Còn những cái việc khác thì tùy vào cư duyên của ông vậy Nói rồi thì phong thủy cũng làm lấy bình thường Rồi ông đem mấy đám bùa chấn trạch bỏ vào trong hũ Rồi cho nợ mảnh đất của mình Làm xong thì thầy, thầy xin phép ra về Ông Bình cố giữ thầy ở lại ăn cơm Nhưng mà thầy từ chối Hỏi thầy lấy bao nhiêu tiền để trả Thì thầy bảo chỉ lấy tiền bùa chấn trạch thôi Còn không có lấy công Ông Bình cố thêm thừa một chút nhưng thầy nhất quyết trả lại, chỉ lấy đồ rồi đạp xe ra về. Ông Bình nhìn qua biết chắc chắn con người này không phải vì tiền mà nói linh tinh. Đất này nặng lắm, nhưng cái gì nặng mới được. Nhưng mà xong vì ước mơ cả đời của mình mà ông Bình vẫn bỏ qua mà dựng nên một cái cơ ngơi này. Đến nay vẫn chưa thấy xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Công việc làm ăn của ông thuận lợi. Ông Bình thầm nghĩ chắc là năm đó thì phong thủy đã nhầm hoặc những điều khủng khiếp vẫn chưa đến mà còn ở phía sau ông bình cứ suy nghĩ vẩn vơ tới khi có tiếng nói ở đằng sau chú bình à chú xem cái này để ở đâu ông bình quay qua thấy một người công nhân đang khệ nệ bên một con ma nơ canh đến trước mặt của ông ông bình nhìn kỹ lại thì nhận sang ngay đây là mẫu mà được cảnh cũ mấy năm trước không ngờ ở trong xưởng của ông vẫn còn tồn tại một con như vậy con mà canh đỏ có màu da nâu tóc xoăn xoăn mách xanh phải mấy năm trước thì mẫu này còn được các cửa hàng ưa chuộng chứ đến thời điểm nay thì đã lỗi thời bây giờ người ta thích những con man canh da trắng chứ không còn phải là da màu nữa chẳng biết nên làm gì với con man canh này ông bình định bảo anh công nhân đem vứt đi nhưng nghĩ ngợi thế nào ông lại nói với anh ta thôi cháu đem vào trong phòng của chú cho chú để chú xem có cải tạo nó biến thành kiểu khác được không biết đâu lại đổi thành mốt của năm nay anh công nhân vâng vâng dạ dạ phổi đi lớp bụi trên con ma nơ canh rồi lau chùi sạch sẽ mới đem vào trong phòng của ông bình ông bình hài lòng lắm ông là người kỹ tính cho nên cũng được anh em trong xưởng sản xuất học hỏi theo với lại ông cũng hoạt động chứ không hay quát mắng hách dịch như mấy ông chủ khác cho nên được lòng công nhân lắm. Sau khi đặt con manơ nơ canh ở một góc phòng, ông Bình cũng bảo đó để xem xét. Ông ngồi xuống cái ghế tựa nhìn thật kỹ con manơ nơ canh, chẳng hiểu con mắt của người ta bây giờ làm sao nữa, chứ ông lại thích mẫu man nơ canh này. Giờ mà đem cải tạo thành mẫu mới thì cũng thật là tiếc, chứ bằng cứ để ở đây trưng bày một thời gian xem sao. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, mắt nhìn đăm đăm vào con manơ nơ canh, Ông Bình cứ bị nó thôi miên bằng đôi mắt màu xanh ngọc bích mà không rời mắt ra được. Bất chợt ông Bình giật mình ngồi nhộm dậy, rồi mắt thật kỹ ông nghĩ thầm. Chết thật, mấy tuổi này thôi mà mắt đã kém vậy sao? Khi nãy đang lúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con ma nơ canh, rõ ràng ông thấy nó trước mắt một cái. Rồi mắt lại thêm một lần nữa, mà mắt ra cố nhìn thêm vài giây, nhưng chẳng thấy nó động đậy gì cả, Ông Bình nghĩ thầm chắc là phải đi thay kính mới được. Nhìn thấy cả ma nơ canh trước mắt thì kinh rồi. Ông cười vì chắc mình đã già, còn mắt không còn tinh nhanh nữa. Sau đó lại ra ngoài tiếp tục chỉ đạo anh em công nhân làm việc. Hôm đó vẫn như mọi ngày khi mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi bác lao công vẫn còn cầm cụi thu dọn những mảnh vải rơi vụn trên đất đang lòng khom nhặt nhảnh quét dọn thì bác lao công thấy đèn trong phòng của ông Bình vẫn còn bật sáng nhưng cửa đã đóng lại bên trong còn thấy bóng của một người phụ nữ đi lại và cười đùa bác lao công nhìn từ bên ngoài vào trong không thấy được rõ gì cả cứ tưởng người thân hay vợ của ông Bình đến lấy, lấy đồ cho nên bác gõ cửa gọi ai à, ở trong vậy không có tiếng trả lời bác gõ cửa thêm mấy lần nhưng vẫn vậy Nghĩ thế nào bác lại nhẹ nhàng đẩy cửa xa Giật mình về bên trong tối om Rõ ràng khi nãy bác còn thấy đèn sáng cơ mà Vội vàng bật công tắc đèn để cạnh cánh cửa lên Ánh sáng bao trùm căn phòng Bác lao công giật mình hét ẩm lên rồi ngồi phịch xuống đất Trước mặt của bác là một người phụ nữ cao liêu nghiêu Mắt trần trừng đứng ở giữa phòng Đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào bác đến lúc định thần bác nhìn kỹ thở hắt ra một hơi miệng đầm bầm Chào ôi đúng là thần hồn hát thần tính từ lúc làm việc ở đây bác đã quen tiếp xúc với ma nơ canh thế mà giờ đây lại để con ma nơ canh trong vòng ông chủ dọa cho khiết khiếp bác vội vàng đứng dậy nhìn con ma nơ canh một lần nữa tự nhiên lại nhìn thẳng vào mặt của nó mà quát tiên sư mày mày dám dọa cả tao bác nói xong cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà tắt đèn đóng cửa dọn dẹp nốt phần còn lại rồi ra về ngay đêm hôm đó bác lao công đã có một giấc mơ kỳ lạ trong mơ bác thấy một người phụ nữ cao lớn đôi mắt xanh lè bà ta nhìn mặt hung dữ lắm cứ nhìn bác lao công mà gầm ghè mày chửi ai đấy mày chửi ai đấy sáng ngày hôm sau bác tỉnh dậy nghĩ lại giấc mơ đêm qua liền nhớ ngày tới con mơ nơ canh trong phòng của ông bình sợ quá cho nên cả ngày hôm ấy bác không đi làm nữa vì bác là người quen của ông bình cho nên cuối ngày ông có đi qua nhà bác xem thử tại sao hôm nay không đi làm vừa thấy ông bình bác định tránh mặt nhưng ông nhìn thấy ông hỏi chị huệ làm sao hôm nay lại nghỉ lắm bác huệ cũng là người nhiều chuyện cho nên kéo ông bình lại gần chị nói thật nhưng chú phải tin chị nhé ông bình gật đầu bác huệ nói trong sườn của mình có ma đấy Ông Bình bật cười Chị à, em với chị làm việc ở đây cả chục năm Làm gì thì ma có gì Mà nếu có thật thì chắc đây sao không có hiện ra Tôi nói thật mà Chú phải tin tôi Thế chị trông nó thế nào Bác Huệ liền kể lại chuyện đêm qua cho ông Bình nghe Ông nghe xong thì liền bỏ Khéo chị lệ thần hồn nát thần tính Với cả chuyện mộng bị đó Thì chỉ là do chị nghĩ nhiều Thôi ngày mai đi làm lại cho em nhé thiếu chỉ một ngày xưởng cứ lung tung lẫn lộn cả lên. Trước khi về ông Bình còn dặn bác Huệ, chỉ đừng nói cho ai biết chuyện này đấy, cánh công nhân chúng nó còn trẻ, nghe xong chuyện này là ảnh hưởng tới công việc. Bác Huệ chỉ ầm mờ cho qua vì biết thừa ông Bình chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Ông nói ma quỷ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nếu ai chết đi cũng thành ma thì chỗ nào mà chứa cho hết. Nghe ai kể chuyện ma quỷ, ông cũng đều tìm cách phản bác bằng những lý lẽ khoa học của mình. Thế thì ngày hôm sau vẫn phải quay lại chỗ làm vậy. Dù gì cũng là người nhà người cửa, kể tránh xa phòng đấy là được. Bác Huệ vừa nghĩ thầm vậy. Ngày hôm sau, con lô hàng mới về tới tối muộn vẫn còn đang xếp dỡ. Thế vậy thì nên ông Bình cũng cắt cử mấy anh công nhân tin cậy ở lại trông coi Đến đêm thì lô hàng mới được chuyển hết vào trong sườn Thấy cũng đã khuya cho nên mấy ảnh công nhân này mới bàn với nhau là ra đầu đường ăn đêm, sau đó thì quay về xưởng ngủ. Đằng nào cũng có giường chiếu đàng hoàng chưa về nhà xong, mai lại tới thì cũng mất công. Thế là cả ba người công nhân mở cổng tới đầu ngõ là ngồi ăn cái gì đó cho ấm bụng. Lúc quay trở về chẳng có chuyện gì xảy ra. Cánh cổng sắt bên ngoài vừa đóng lại, có anh lam người lớn nhất trong đám nhèo mắt nhìn về phía nhà xưởng cách đó vài chục bước chân rồi nói ê chúng mày xem có bé nào đứng ở nhà xưởng phải không hai anh công nhân còn lại cũng nhèo mắt nhìn vào theo thì thấy đúng là thế thật có người con gái tóc ngắn đứng quay mặt vào bên trong nhà xưởng một anh liền nói này lúc nãy mình đi ra ngoài đóng cửa cầu rồi lại đúng không thế em chui vào đây kiểu gì vậy anh làm liền nói Chắc là đang kiếm thứ gì thôi Đi ra hỏi thử xem biết đâu lại lấy được lòng của em ấy Cả đám hí hà hí hừng tiến lại gần cách có vài chục bước chân Anh làm e hèm một tiếng rồi nói Em gái muộn rồi sao còn đứng đây Em tìm gì có cần anh giúp không Cô gái không trả lời vẫn quay lưng về vì họ hai anh công nhân đằng sau cũng nói thêm vào. Em dì ơi, đứng ở đây lạnh lắm, sao không về nhà đi, Cô gái trước mặt của họ chả có chút phản ứng nào cả Cái như pho tượng đã ai đem ra đây vậy Anh làm thế lạ cho nên mới đánh liều Định lấy tay vỗ vai của cô gái Vừa chạm vào da thịt của cô Thì anh liền rụt tay lại thở vào Quay dài nhìn hai đứa đằng sau mà nói Rõ là giờ hơi Hóa ra tiền này đến giờ anh em mình nói chuyện với con ma nơ canh Anh nói xong thì liền nhấc bồng con ma nơ canh lên Xoay ngược nó về phía trước Đúng là ma nơ canh thật Nhưng ai lại đem nó ra đây để vậy Nếu đem ra để từ hồi tối Tại sao lúc nãy họ ra ngoài không nhìn thấy Thế sự việc cũng chẳng có gì to tát Cho nên họ đành tạc lưỡi nghĩ rằng Chắc lúc già không để ý Cho nên không nhìn thấy mà thôi Đoàn lại bê con ma nơ canh Để vào trong xưởng Vì ban ngày họ làm việc mệt quá Cho nên là vượt đặt mình xuống giường Đang ngáy o o anh lam nằm ở bên ngoài hai người kia còn ở bên trong giữa đêm chẳng hiểu tại sao anh lam cứ có cảm giác ai đó ở ngoài màn đang đứng nhìn mình vừa quay ra phía bên ngoài thì đập ngay vào mắt của anh là con ma nơ canh lúc nãy nó đang đứng ở ngay bên ngoài màn anh lam giật mình vì khi nãy rõ ràng anh để nó ở góc xưởng rồi mà hay là hai thằng kia đem ra đây nhưng nếu là hai thằng kia làm cố tình trêu anh thì lúc chúng nó dậy anh phải biết chứ vì dù gì anh cũng là người thính ngủ không phải hai thằng này thì chẳng lẽ là nó tự ra đây anh lam không dám thở mạnh cứ làm im nhắm tịt mắt lại một lúc sau chẳng thấy gì anh lam lại hé đưa mắt nhìn ra lúc này thì thật kỳ lạ con ma nơ canh đó đã biến đi đầu mất như vậy thì không phải hai thằng kia trêu mình còn mà nợ cành này có vấn đề thật rồi. Anh làm không dám ngủ nữa mà cứ thào láo hít đêm cho đến sáng. Đến khi có tiếng chổi quét xào xà của bác Huệ ngoài sân thì anh mới dám dậy. Hai người kia vẫn còn đang ngủ, anh làm cứ như vậy bước về cánh cầm. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cầm sườn thì anh quay lại nói với bác Huệ. Cô nói với chú Bình giúp cháu là hôm nay cháu xin phép được nghỉ nghe rồi anh lam vội vã ra về không để bác huệ hỏi thêm bất cứ điều gì hai người kia tình lại biết rằng anh lam xin nghỉ thì mới ngơ ngác nhìn nhau vì hôm qua còn đang khỏe mạnh sợ hôm nay đã xin nghỉ rồi lúc này họ mới chú ý tới con ma nơ canh hôm qua anh lam cất ở góc xưởng nhưng mà giờ thì lại không thấy đâu họ đang nghĩ chỉ đơn giản rằng chắc là bác huệ đã cất đi rồi nhưng cho tới khi vào trong phòng ông Bình để báo cáo về lô hàng đêm qua Thì giật mình khi thấy còn mà nở cảnh đã yên vị ở đó Cả hai chẳng nói chẳng rằng liền đi gặp bác Huệ Bác Huệ nghe xong thì khẳng định Bác không cất Với cả phòng của sếp thì chỉ có mình ông ấy có chìa khóa Làm sao ta bỏ vào trong đó được Hai người nghe xong đỡ đẫn cả người vài giây Bác Huệ thấy hai anh thanh niên này chắc đã gặp vài chuyện gì kỳ lạ với con mờ ở cảnh đó cho nên kéo hai anh lại một góc nói nhỏ lại đây bác nói cho mà nghe nhưng mà cấm chúng mày kể cho ai nữa đấy còn mà nở cảnh trong phòng xếp có vấn đề thật đấy hai người này liền lắng nghe chăm chú câu chuyện của bác huệ nghe xong cũng kể chuyện mà họ gặp đêm qua bác huệ nghe tới đây thì nói đấy bác bảo xếp đâu có tin thà bảo là một người chứng kiến thì còn bảo là nhìn nhầm nhưng mà lần này cả ba chúng mày đều thấy Còn bê nó vào cất đi như vậy Sáng nay lại chiếm trễ trong phòng xếp Ta bảo đích thị con ma nơ canh này có vấn đề Ấy mà chúng mày cũng đừng nói gì cho xếp Ông ấy không thích nghe những chuyện này đâu Tốt nhất đừng có nói gì hiểu chứ Hai anh công nhân vâng dạ Nhưng làm sao mà giữ nổi cái miệng Chẳng mấy chốc chuyện nhà xưởng có ma lan rộng ra trong giới công nhân Số người không tin thì ít mà số người tin là thật thì nhiều. Mà dạo gần đây cũng có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Mấy người dân quanh đây ban đêm hay đi qua công giường, họ chỉ vô tình liếc vào bên trong thôi, thì lại thấy có một cô gái đi loanh quanh ở ngoài sân. Cái dáng đi buồn cười lắm cứ cứng nhắc như lật tượng gỗ. Ban đầu thì họ còn tưởng là ông Bình có bổ nhí. Cơ mà nhưng về sau biết được ông Bình chẳng bao giờ ở lại công xưởng vào ban đêm, thì họ lại có những suy nghĩ khác kinh dị hơn. Dần dần cũng chẳng dám ai lượn lờ ở công xưởng vào ban đêm. Và đặc biệt hơn nữa, hệ như dạo này lượng vải vụn trong công xưởng cứ đi đầu mất, không biết. Người phát hiện ra điều này đầu tiên là bác Huệ. Cứ dịp cuối tuần bác lại đi thu gom vải vụn lại thành mấy cái bao tải để đem bán cho mấy cơ sở làm thú bông hay bao cát gì đấy. Mỗi lần bác đi thu khắp xưởng cũng có một đống kha khá. Nhưng mà gần đây số lượng vải vụn trong công xưởng rõ đi ít, chỉ còn lại một phần ba so với trước đây. Bác Huệ cũng nghĩ rằng hay là có trộm vào lấy đi, xong lại gạt bỏ đi ngay. Bao nhiêu máy móc thế này nó còn chẳng ham hố gì, lại là mấy cái đống vải vụn. Bác liền hỏi mấy anh công nhân trong xưởng dệt may. Thế các chú có lấy vải vụn đem về nhà không? dạo này tôi thấy vải vụn trong xưởng mình ít lắm chúng cháu nào lấy về làm gì với cả công xưởng của mình mấy ngày nay nhiều đơn đặt hàng sao vải vụn lại ít đi được có anh công nhân liền nói thêm cơ hôm chúng cháu làm xong có để một đống vải vụn dưới chân thế mà hôm sau đã sạch sẽ rồi cháu còn tưởng là bác đi thu gom ngay hôm đó nhìn sang mấy người công nhân này cũng đồng tình cứ như là ngày nào cũng có người đi thu nhặt vải vụn vậy nhưng mà người đó không phải là bác Huệ. Dần dần những hiện tượng quỷ quái diễn ra ngày càng nhiều, khiến đám công nhân cứ dồn dập rằng trong công xưởng có điều gì đó bất thường, không thể lý giải được. Và sự tập trung đang hướng tới con ma nơ canh trong phòng của ông Bình. Rất nhiều người khẳng định mỗi khi có việc phải vào trong phòng của sếp đều cảm thấy ớn lạnh, cứ giống như là nó đang quan sát nhất cử nhất động của mình vậy. Nhiều người gan dạ hơn đêm tới chẳng có việc gì, cũng thử đi qua công xưởng ngó vào xem có đúng như là lời dân quanh đây đồn đại không ngấp nghé ở ngoài cánh cổng sắt nhìn vào trong thì quả nhiên đúng là như vậy họ nhìn thấy cậu bóng đen thổi lùi đang ngồi xổm dưới đất thi thoảng còn nhộm dậy nhìn về cánh cầm cả đám không bảo nhau mà tự động co giò bỏ chạy sau hôm đó thì nhiều anh ốm mất mấy ngày rồi cũng xin nghỉ chuyện này đến tai của ông ngay lập tức bác huệ đã được gọi lên để chất vấn ông bình liền nghiêm nghị hỏi chị huệ sao chị lại đi kể cho đám công nhân cái chuyện mộng mị ma quỷ của mình để làm cho mọi người hoang mang như thế chị có biết làm như vậy ảnh hưởng tới công việc làm ăn của em không bác huệ liền một mực chối thì tôi cũng đâu có tự nhiên mà đi kể lung tung chẳng qua là thì chúng nó kể tôi cũng úp mở mà thôi thì chúng nó đồn gì nữa sao thì vẫn là cái chuyện công xưởng có ma đi chú chỉ chỉ nghe đồn vớ vẩn mà thôi bác huệ đi tới gần cái bàn tiện tay vừa lấy chiếc rẻ lau qua lau lại đoạn nhìn ông bình mà nói thôi thì cũng chỉ là nếu mà tôi có thấy thì chắc là nhầm nhưng mà giờ đây cũng có nhiều người thấy thì không giấu được đâu chú hả ông bình ngồi lại việc xuống chiếc ghế khuôn mặt đờ đẫn bác huệ thấy ông như vậy thì cũng chẳng nói gì mà lặng lặng đi ra ngoài Ông Bình ngồi trong căn phòng đam chiêu suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những lời mà ông thầy phong thủy đã nói về khu đất này. Chẳng gì thì trước đây khu đất này cũng là một nghĩa trang cổ. Xong nhà nước cũng quy hoạch định dự án gì đó nhưng rồi lại bỏ không. Đến khi ông Bình thắng thầu được mảnh đất này thì mới xây dựng nên công xưởng. Tuy đã chuyển hết những ngôi mộ ở đây đi chỗ khác nhưng rồi theo lời thầy phong thủy nói thì âm khí ở đây vẫn cứ vất vưởng về lâu về dài cũng ảnh hưởng ít nhiều. Lúc đó ông Bình còn cho rằng chỉ là chuyện mê tín dị đoan. Này nghe được nhiều lời đồn về công xưởng của mình thì đến ông cũng phải suy nghĩ lại. Không có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ lời của ông thầy phong thủy lại là đúng. Thế nhưng mà ông Bình vẫn cứ đứng đầu cho rằng chỉ là chuyện vớ vẩn không đáng tin. Vấn đề của ông bây giờ là phải làm thế nào để có thể giải quyết được tình trạng này bất giác ông quay sang nhìn con ma nơ canh đứng ở góc phòng chẳng biết tại sao nhưng từ ngày nó ở trong phòng ông cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào lưng của mình vậy ông bình đứng dậy tiến lại gần chỗ con ma nơ canh ông nhìn nó một hồi rồi tự hỏi liệu tất cả mọi chuyện có phải do mày không chỉ trong thoáng chốc thì hình như ông bình thấy đôi mắt của con ma nơ canh chuyển động nhìn thẳng vào mắt của ông Ông Bình lùi lại giữa cặp kính trên mũi bỏ xuống Rồi đôi mắt đang kèm nhèm của mình rồi nghĩ thầm Mặt vì mũi chán thật đấy Đeo lại cặp kính lên ông Bình nhìn con ma nơ canh Một ý tưởng chợt vụt sáng trong đầu của ông khiến ông phải nói ra thành tiếng À đúng rồi Ngay buổi chiều hôm đó ông Bình triệu tập các công nhân của mình ra ngoài sân Không ai biết ông định làm gì nhưng cũng bỏ giờ công việc lại để ra ngoài theo lệnh của ông giờ ông bình nhờ anh thụ làm bên bộ phận máy móc bê giúp ông còn nơ canh ở trong phòng này ra đám công nhân còn lại ngồi dưới xì xào bàn tán công hiệu ông chủ định làm gì trong lúc chờ đợi ông bình có hỏi han mấy anh em công nhân chuyện làm việc sản xuất của công xưởng thế nào có bất tiền gì để còn khắc phục đang trò chuyện ở bên ngoài thì từ bên trong phòng vang lên tiếng nghét thất thanh của anh thủ có mấy người với cả ông bình nữa chạy vào xem chỉ thấy anh thủ ôm bàn tay ngồi bệt xuống đất khuôn mặt hoảng hốt ông bình vội chạy lại chú thủ làm sao vậy bác bình à con ma nơ canh nó 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 cắn cháu cả đám người đang đứng đó nghe xong thì kinh hãi quay sang nhìn con ma nơ canh đang đứng bất động ở góc phòng anh thủ kể khi nãy anh đang định bê con ma nơ canh ra ngoài cho ông Bình Nhưng vừa cầm vào cái đầu của nó định nhấc lên Thì bất ngờ tiếp bàn tay đau nhói Anh vội buông nó ra nhìn thử Thì thấy in hẳn trên dấu răng của nó trên đó Ông Bình nghe xong chấn an Liệu chú nhìn nhầm không? Hay lại quệt tay vào thứ gì sắc nhọn mà đứt tay? Bảo vì mọi người không tin cứ nhìn trên miệng của nó kìa Mọi người tò mò chạy lại nhìn xem thấy trên miệng con màn được canh vẫn còn dính ít máu chắc chắn là của anh thủ. ai nấy nhìn thấy xong thì cũng đều tái mặt vội vội ra xa ông bình thấy vậy tín lại gần xem xét thì đúng là có máu thật nhưng ông vẫn cố tỏ ra chấn an mọi người thôi không sao đâu chắc là chú thụ đất tay ở đâu đó rồi quệt lên con màn nơ canh thôi chứ làm gì có cái chuyện nó cắn được người thưa các chú bê giúp tôi ra ngoài Cả đám người nhìn nhau không ai dám đụng vào con ma nơ canh. Thế vậy thì ông Bình có hơi khó chịu nhưng mà đành tự mình bây giờ vậy. Đặt con ma nơ canh xuống sân giữa đám đông, ông trịnh trọng nói. Thưa toàn thể anh em công nhân ở trong xưởng, tôi biết mấy ngày qua anh em đứng ngồi không yên về những tin đồn nhảm nhí trong xưởng làm việc. Tôi thì tôi không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn. Các anh nhìn xem, nó chỉ là một con mơ nơ canh bình thường, sản xuất vào năm 2005-2006 thì làm sao đi đứng di chuyển để cho anh em nhìn thấy. Cho nên ngày hôm nay tôi xin được chấm dứt mọi chuyện linh tinh ở xung quanh cái thứ này. Ông nói xong thì liền đặt nó nằm xuống đất rồi vớt luồn cây búa trên bên cạnh. Không do dự ông thằng tay nện một cái thật mạnh vào đầu con man nơ canh. Cái đầu vũ vồn con mắt xanh lẻ văng ra, lằn về phía đám đông. Đám công nhân ngồi dưới thì nhao nhao đứng lên, nhằm né tránh con mắt đó lăn tới mình. Nó nằn lồng lốc một vòng rồi dừng lại, dương nhìn lên nhìn ông Bình như có sự sống vậy. Cả đám tái mặt vì còn thấy bên trong cái đầu, thân hình của con ma nơ canh toàn vải vụn. Bác Huệ lúc này mới nói, trời đất ơi thành tinh rồi, con ma nơ canh này thành tinh thật rồi. Tiếng la của bác Huệ càng làm cho đám công nhân giáo giác hơn. Cách ông Bình đập vỡ con ma nơ canh cứ như buổi ngành quyết, Chà tấn một kẻ tội đồ vậy. Chẳng hiểu sao bất cứ một người nào ở đây chứng kiến, trừ ông Bình ra ai cũng có cảm giác, còn mà nơi cảnh kia như là một người vậy. Ông Bình làm xong hả hê nói, đấy anh em thấy chưa, làm gì có chuyện gì, chỉ là tin đồn vớ vẩn, nào là ma nơi canh đi lại giữa đêm, là công xưởng có ma đều là trò lừa gạt. Từ mong sau này chúng ta chấm dứt tình trạng vừa qua, để công xưởng ngày càng phát triển. Thôi, mọi người cũng xong rồi, các anh em quay trở lại tiếp tục làm việc của mình đi. Cả đám công nhân chứng kiến xong cảnh khi nãy thì chẳng ai dám nói gì, vội vàng đứng dậy trở về công xưởng làm việc. Chỉ còn mỗi ông Bình và bác Huệ ở lại, ông Bình liền nói. Chị Huệ với tôi đem con manơ nơ canh này đi đốt đi. Bác Huệ nhìn cái đống vài vụn sổ ra từ đầu con manơ canh mà không khỏi ớn lạnh. Bác lắc đầu ngoài ngoài rồi lấy cớ đi làm việc khác mà không dám đụng tay vào. Ông Bình biết bác Huệ vẫn còn sợ cho nên chẳng ép. Ông đành từ tay thu dọn vậy, gom hết lại thành một đống nhưng chẳng thấy cái nhãn cầu kia văng ra đâu. Ông đành mặc kệ chẳng tìm nữa, cứ như vậy mà đi ra ngoài bãi rác. Từ tay châm lửa đốt, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng lan ra cả người của con ma nơ canh. Từ đám cháy tỏa ra một đám khói đen mù mịt. Bác Huệ đứng từ đằng xa có nhìn thấy đám khói bất thường đó bác chỉ biết nhắm mắt niệm Phật không dám nhìn. Ở trong công xưởng đám khói cống bay lên trên nóc nhà, thi thoảng có người còn nghe thấy tiếng rít thảm thiết của một người phụ nữ. Thế mà bên ngoài bãi rác ông Bình cứ như không, thi thoảng còn lầm bầm một mình. Quái lạ, còn manơ nơ canh bé tí mà cháy lớn thế nhỉ. Dừng lại như một người ở gần đám cháy như ông lại không có được cảm nhận giống như người trong xưởng ông hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng gì sau khi ông bình đập vỡ con man nơ canh rồi thì châm lửa đốt và sự kiện kỳ lạ từ đám cháy khiến cho ai cũng phải thấp thỏm lo sợ những ngày tới đám công nhân cứ bàn ra bàn vào có nhiều người sợ quá còn xin nghỉ mất mấy ngày không có đi làm đi đầu cũng đi thành từng tốp người chứ không dám loanh quanh một mình ở trong xưởng nhưng từ ngày đó tới giờ cũng đã gần một tháng mà chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra mọi người trong sườn cũng thấy lạ chẳng lẽ là nhờ ông bình phá hủy con ma nơ canh mà mọi thứ lại trở lại bình thường hay là dựa những lúc rồng bão luôn có những khoảng lặng tê đáng sợ công việc làm ăn của ông bình thì khác ngày càng thuận lợi hơn ông ký được nhiều hợp đồng may mặc và cả ma nơ canh đang dưới lúc công việc làm ăn thuận lợi thì lại có những biến cố xảy ra. Bác Huệ ngày càng vẫn ở lại sau cùng để dọn dẹp tới tối mới về. Hôm đó vẫn như mọi ngày bác ở lại để dọn dẹp. Hôm nay nhiều vài vụn quá. Lúc xong việc cũng là lúc quá 8 giờ tối. Bác vội vàng cất dọn đồ đạc vào trong kho, đóng cầm công xưởng để ra về. Nhưng vừa mới định đóng thì bất chợt bác có một bóng người đang ngồi xồm ở ngoài sân nhưng đang tìm kiếm cái gì vậy bác nghĩ là chắc có người nào đó hàng xóm vào đây chơi xong rồi mất cái gì cho nên đi tìm đây bác vội vàng đi tới gần thì nhận ra đó là một người phụ nữ bác lên tiếng hỏi cô gì ơi cô đang làm gì đấy không có tiếng người phụ nữ đáp lại bác huệ tưởng mình nói nhỏ cho nên người này không nghe cho nên liền nói to hơn có gì à cô đang làm gì vậy muộn rồi cô ra ngoài để tôi còn đóng cổng Người phụ nữ vẫn còn lặng thinh không đáp lại lời của bác Huệ cứ lần mò ở trên đất như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Bác Huệ thấy hơi khó chịu cho nên liền vỗ vai của người phụ nữ rồi nói Cô đang tìm gì vậy không nghe tôi nói gì sao? Đến lúc này thì người phụ nữ đó mới quay lại. Bác Huệ la lên thất thanh vì đó là một khuôn mặt bị dập nát. Chỉ còn một con mắt xanh lè với ánh sáng lờ nhờ. Còn cái hốc mắt bên kia tối om vì thiếu đi con ngươi nó giường đờ mắt lên còn lại nhìn bác, một giọng nói lạnh lẻ lẽo vang lên. Tao đi tìm con mắt, mày thấy mắt của tao đâu không? Bác Huệ á khẩu càng người cứng đờ như tượng đá. Bác định bỏ chạy nhưng cái chân không thể nhúc nhích được vì sợ. Cái người phụ nữ kia tiếp tục lần mò dưới đất để tìm con mắt. Cứ như vậy lầm lũi lầm lũi đi về sau nhà xưởng xong biến mất. Bác Huệ phải đờ người ra mất một lúc rồi mới cử động lại được bác bội vàng dắt xe ra ngoài nhanh chóng đạp thật nhanh để trở về nhà cái thứ vừa nãy bác nhìn thấy rõ ràng là con man nơ canh hôm nọ ông bình đập nát thế mà bây giờ đây nó lại hiện ra rõ ràng để hù dọa ngày hôm sau ông bình đến sớm thấy cánh cầm sắt tối qua bác quệ chơi đóng lại thì hơi kỳ lạ vì bao giờ bác ấy lại bất cẩn như thế này đâu đợi bác đến làm thì hỏi nhưng mà càng ngày hôm đấy bác không đi làm ông bình mới lấy điện thoại bấm số gọi cho bác tiếng chuông chờ vang lên từng nhịp vẫn chưa thấy ai nhấc máy phải đợi đến khi gần hết chuông thì mới có người nhấc máy là con trai của bác huệ ông bình nói alo chị huệ à sao hôm nay không đi làm chú bình ơi hôm nay mẹ cháu bị ốm cho nên bảo cháu là xin với chú được nghỉ mấy hôm thế mẹ ốm thế nào có nặng không cháu cũng không biết hôm qua mẹ cháu về muộn không ăn cơm gì cả cứ lên giường nằm đắp chăn co do từ sáng này thì đổ bệnh thế thì cứ dõi theo mẹ nhé chiều chú qua ông bình gác máy chiều hôm đó ông bình về hơi muộn một chút để khóa cầm xưởng tranh thủ rẽ qua nhà bác huệ đến nơi thì thấy bác đang nằm co do trên giường ông bình hỏi hôm qua chị về muộn hay sao giờ ốm thế này bác huệ gắng gượng ngồi dậy chú phải nghe chị kể rồi tin chị chứ thế này thì không ổn rồi chú Chị cứ nằm xuống kể rồi cho em nghe cũng được Nhưng mà chú phải tin chị Thì chị cứ kể đi Bác Huệ liền kể cho ông Bình nghe chuyện đêm qua bác nhìn thấy người phụ nữ tìm mất Sau về nhà bác sợ quá tới mức đổ bệnh Ông Bình nghe xong cười khẩy Chắc là chị bị đứa nào quanh đến nó trêu Chứ còn mà nơi cành để em đập nó rồi đốt đi từ đời nào Sao nó còn có thể qua lại dọa chị được chứ Bác Huệ vẫn cường quyết cho rằng mình đúng Nhưng mà ông Bình thì không tin Ông muốn không nghe nữa cho nên dặn bác Thôi chị ở lại nghỉ đi em về đây Chị cứ ở nhà nghỉ ngơi giam bữa Chuyện công xưởng để em sắp xếp Bác Huệ chẳng muốn đôi con nữa Vì biết thừa ông Bình vốn cho Ông Bình muốn cho bác nghỉ Để bác không đi kể chuyện này cho bất cứ ai Tránh trường hợp cả công xưởng náo loạn lên lần nữa Ông Bình chào bác Huệ rồi lại ra về Sáng ngày hôm sau ông Bình đã tìm được một người dọn dẹp khác thay cho bác Huệ vài hôm. Trong công xưởng nếu ai thắc mắc rằng bác Huệ sao lại nghỉ thì ông Bình cũng trả lời vu vơ rằng bác bị ốm cho nên xin nghỉ ở nhà vài bữa. Đến khi nào khỏe thì mới quay trở lại làm. Còn bao giờ bác quay lại thì ông Bình không biết nhưng có lẽ sau chuyện lần đó bác xin nghỉ luôn có cho thêm tiền chắc cũng chẳng dám quay lại. Trẻ lao công mới tên đó là Liên, không hề biết chuyện gì xảy ra khi bác huệ nghỉ cho nên không sợ gì cả chị này cũng khá thần về đám công nhân trong xưởng Và được mọi người kể cho nghe cái chuyện con ma nơ canh thành tinh trước đây trong phòng của sếp chị liên nghe xong thì chỉ phì cười các chú lại thần hồn hát thần tính làm sao mà lại có chuyện kỳ dị như vậy chứ hay là định bị chuyện để dọa chị bọn em nói thật mà trước chị còn có bác huệ làm lao công nhưng mà tối đấy đi làm về muộn Gặp con man nơ canh đi tìm đôi mắt cho nên xin nghỉ Khi nào chị gặp thì chị mới tin Khéo đến cái lúc gặp Chị lại xin nghỉ rồi bỏ anh em chúng tôi luôn đấy Cuối ngày hôm đấy Cũng giống như bác quệ Chị Liên ở lại sau cùng để dọn dẹp đang lòng khòm thu nhặt từng nhúng vài vồn Để gom thành đống Cho vào bao tài Thì chị Liên chợt thấy trong góc sườn Có bóng người hình như là nữ Đang ngồi quay mặt vào tường Chị Liên giật mình lại tự trấn tĩnh rằng Chắc là có người công nhân nào đó ở xưởng muộn Chị đứng dậy Chị ơi chị ở bộ phận nào sao muộn chưa về Cái người phụ nữ kia không nói gì Cứ quay mặt vào trong tường Chị liền tiến lại gần Giữa ánh đèn leo lát hắt ra từ bên ngoài Chị thấy người phụ nữ thò tay xuống đất Bốc từng nắm vài vụn Chị liên tưởng có ai tới đây Để thu vài vụn cho nên hỏi Chị gom vài vụn về bán hả Chị ra ngoài kia có để mấy bao tải đó Em không dùng đâu chị lấy đi Người phụ nữ dường như không hề nghe gì cả vẫn cầm cùi nhặt từng vốc vài vụn dưới đất lên. Chị liền thấy như vậy tưởng người này nặng tay cho nên liền vỗ vai. Chị gì ơi? Chị liền nói hết câu thì người phụ nữ này quay ra nhìn thẳng vào mặt của chị. Chị liền thất kinh hồn vía khi nhìn thấy trước mặt của chị là một khuôn mặt xanh xám nát bét ở phần đầu. Ở bên trái thiếu mất một con ngươi, còn con mắt bên phải thì xanh lẻ, nhìn chị chầm chầm cây tay liên tục vốc từng vốc vài vụn lên cho vào mồm nhanh ngấu nghiến chị liền vồng lên bò chạy ra ngoài không dám quay mặt lại bỏ cả cổng không đóng không thất điện chị chạy được một đoạn thì hoàn hồn đứng ôm ngực thở hồn hển thầm nghĩ cái thứ kia là gì ghê vậy chẳng lẽ là con man nơ canh thành tinh mọi người hay kể hay sao nếu đúng như vậy thì đáng sợ quá một lúc sau chị mới bình tĩnh lại được rồi chợt nhớ ra chưa đóng cầm. Thất đèn với cả còn cái xe máy ở trong. Chị định quay lại nhưng sợ con ma nơ canh kia chờ ở xó nào nhảy vô ra để cắn ré chị. Mà không quay lại thì kiểu gì ngày mai cũng bị xếp mắng. Chị liền đánh đỏ suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra là ở gần công xưởng có một dãy nhà trọ. Mấy công nhân trong xưởng cũng ở đó. Sau đó nhờ chúng nó cùng mình quay lại Chị liền nghĩ là đi luôn tới khu trọ chỉ nhờ được ba anh công nhân đi cùng Nhưng mà chị không dám kể cho họ nghe chuyện con ma nơ canh Chị nói rằng khi nãy có người say rượu vào trong xưởng Cho nên chị sợ quá bỏ chạy Chứ kể ra có cho vàng đám công nhân này cũng không đi cùng Quay trở về xưởng mấy anh công nhân hỏi chị Đâu? Thằng say rượu nào dám quẩy phá để chúng tôi cho nó một trận Nó ở trong kia kìa, canh vào giúp tôi Mấy anh liền hùng hồ xông vào chỉ liên cũng theo sau. Lúc vào không thấy gì mấy anh này lại hỏi. Lúc nãy chỉ thấy nó ở đâu sau giờ không thấy? Khi nãy tôi đứng kia bị nó chiêu nhưng mà chắc giờ nó chạy rồi. Thôi đợi tôi tắt đèn đóng cổng rồi mình cùng về. Chị Liên vội vàng quay qua gốc sườn nơi mình vừa nhìn thấy con mơ nơ canh. Chị giật mình ở chỗ đó không còn mảnh vụn nào. Nhưng liền vội vàng kìm nén sự hoảng sợ đó lại. Tránh bị mấy người công nhân này biết Tắt đèn xong đóng cửa xong xuôi chị liên cảm ơn mấy anh công nhân nổ máy ra về chị về nhà mệt mỏi giã rời nên chẳng thiết ăn uống gì mà lao lên giường nằm ngủ chuyện cái nãy vẫn gặp khiến cho chị kinh hãi như vậy cái chuyện man nơ canh thành tinh không phải do đám công nhân bị ra liệu rằng mình có thể trụ lại ở đó được bao lâu chị cứ suy nghĩ miền màn như vậy rồi ngủ lúc nào không biết đêm đó chị gặp một giấc mơ kỳ lạ trong mơ chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc thời trang, tóc xoăn ngắn màu vàng nhưng lại không có con mắt bên trái, chỉ là một hốc mắt đen sì. Người phụ nữ này đi đến bên chị lạnh lùng nói: "Tìm cho tao con mắt trái, không tìm được thì tao bắt đi hết." Người phụ nữ đó sau khi nói xong thì cũng bắt người chị bước đi. Chị liên bàng hoàng tỉnh dậy mồ hôi thấm đẫm ướt lưng. Chị nhớ về giấc mơ kinh hoàng lúc nãy Chẳng lẽ đó lại là con ma nơ canh thành tinh mà mình gặp hồi chiều tối? Đã bắt mình tìm con mắt cho nó, nếu không thì nó bắt đi hết. Nhưng mà nó bắt ai mới được, chẳng lẽ lại là mình? Chị liền nghĩ như vậy thì dùng mình ớn lạnh. Chỉ mới vào đây làm được một thời gian đâu có biết rõ chuyện ma nơ canh mà bây giờ nó còn báo mộng cho chị. Chẳng lẽ công nhân nào ở đó cũng đều bị như chị sao? Mà chị cũng nghe nói cái giống thành tinh này nó dữ lắm Nếu không đáp ứng điều nó muốn Khéo mất mạng như chơi Chị liền không ngủ nữa mà thức đến sáng Vừa mới giờ đi làm chị vội vã rời khỏi nhà ngay Phải nhanh chóng tiếp công xưởng để tìm cách giải quyết Chứ để lâu thì chắc chết Đến nơi vẫn chưa tới giờ làm việc Nên cả đám công nhân ngồi xuống xưởng tán phép với nhau Chị liền cũng ngồi xuống cùng họ rồi hỏi về những chuyện mộng mị thì tất cả đều nói rằng chẳng ai mơ thấy gì về con ma nơ canh. Có nhiều người tín tâm bảo rằng nếu nó đã muốn đi tìm con mắt thì anh em nên đi tìm, chứ không tìm được nó vật chết cả đám. Nghe xong như vậy ai cũng dùng mình run sợ. Chẳng sâu xa nơi mà cả đám ngồi đây đều chứng kiến những sự việc không thể nào lý giải được xung quanh con ma nơ canh, cho nên ai cũng vội tin vội vàng đi lật tung cả công xưởng lên để tìm con mắt hôm nọ bị rơi ra ngoài nhưng mà tìm mãi tìm mãi chẳng thấy đâu ông bình đến nơi thấy công nhân chưa vào làm thì hỏi ở ừ các chú sao vẫn còn chưa vào việc mà bây giờ còn đi đâu vậy đám công nhân liền đem chuyện của chị liên kể với ông bình rằng con ma nơ canh kia hiện về để đòi con mắt. ông bình nghe xong thì giận tím mặt nổi đóa các chú chỉ tin vào mấy chuyện bớ vẩn thôi các chú tìm con mắt đó đúng không Tôi vất đi lâu rồi Còn cô Liên đâu Mau vào phòng cho tôi hỏi chuyện Cả đám công nhân nghe xong Thì tái mặt vội vàng quay trở lại công xưởng ngay Dì chứ ông Bình ngày thường điềm đạm thốt bụng thật Nhưng để ông phải nổi sung Thì rất đáng sợ Chị Liên nghe thấy mình bị điểm mặt chỉ tên Thì vào phòng của sếp Thì cũng vội vã đi vào Đón chờ cơn thịnh nộ của ông Bình Vừa thấy chị Liên ông Bình đập bàn đập ghế lên tiếng Cô Liên cô có biết là cô làm thế khiến tinh thần của anh em đi xuống không Dạ cháu biết thế sao cô còn đem chuyện linh tinh này kể cho anh em công nhân có phải là trước đây tôi đã từng đập nát con ma nơ canh đó để chấm dứt tin đồn giờ cô lại còn khơi lại nó nữa nhưng nhưng mà cháu nghe con à nhầm cô ma nơ canh đó nói nếu không tìm được cho cô ấy mắt trái thì cô ấy bắt hết cháu sợ quá cho nên mới nói mọi người đi kiếm cô có bị làm sao hay không đấy mà lại tin vào mấy chuyện con ma nơ canh đi đòi mắt Cô xem cả cái xưởng này có biết bao con man nơ canh Sao chúng nó không có hiện về dọa người ta Hay đơn giản là, là dọa tối đi này Chị liền không đám nói gì Đúng như lời của đám công nhân Ông Bình là người cứng đầu bảo thủ Đặc biệt không bao giờ tuyên truyền ma quỷ Cho nên đừng dạy gì nhắc đến trước mặt của ông Cả hai im lặng một lúc lâu sau Thì ông Bình cũng nguyên ngoai điểm tích nói Thôi, cô ra ngoài làm việc của mình đi Không có cái chuyện ma cỏ gì hết cả Chị liền thấy xếp của mình đã nguôi thì thở vào nhẹ nhõm. Dạ vâng thưa chú à. Ông Bình ở trong phòng bóp chắn đắn đò suy nghĩ rất nhiều. Thực ra ông không hẳn là người vô thần. Trong thầm tâm của ông biết rằng công xưởng của mình đang bị một thế lực tâm linh nào đó quấy phá. Cũng chỉ tại mảnh đất này âm khí quá vượng. Nếu như theo lời của ông thầy Phong Thủy nói, chẳng lẽ bây giờ ông phải đi tìm mắt cho con mà nửa cảnh đó sao? Nhưng cái chuyện một con ma nơ canh vô chi vô giác biết ăn vài vụn, đi lại như con người thì đúng là vô lý hết sức. Với cả ông cũng đã đính chính với đám công nhân rằng mình không tin chuyện ma cỏ, mà bây giờ dù rít đi tìm mắt cho nó thì có phải là trò trẻ con. Như vậy cho nên ông Bình chẳng thèm để tâm tới nữa, coi như đó chỉ là một cơn mộng mị linh tinh của chị Liên do ban ngày nghe quá nhiều chuyện về con ma nơ canh. Dần dần chẳng biết bao giờ trong công xưởng mọi người bắt đầu có thói quen Cứ khi nào rảnh rỗi để bấm nhau đi tìm mắt trái thất lạc của con ma nư canh Ông Bình biết nhưng mà kệ Thế nào thì chỉ vài ngày thôi Ở đằng sau công xưởng đã đạt được một cái bàn lấy nhỏ nhỏ Chỉ có bát thương với cái đĩa đựng bánh kẹo Ngày đầu là đám công nhân tìm được con mắt trái của con ma nư canh Cho nên họ mới dựng nên cái bàn thờ này coi như là để tạ lỗi với nó Ông Bình biết chuyện thì tức lắm Hôm đấy ông liền chạy ra đằng sau giường Thế bàn lễ nghỉ ngút khói Thì ông liền tin lắm Rồi trần ra suốt tung hết cả hương khói Lần lồng lốc trên mặt đất Có mấy người công nhân đã đó Nhìn thích thi tái mặt Không dám hé miệng nói một câu Chỉ biết vội vàng vào trong sườn Kể cho mọi người nghe sự tình Ai nấy nghe xong đều kinh hãi Trước hành động của ông Bình Nhưng mà chẳng ai dám góp ý Ông Bình sau đó thì lại hầm hầm vào trong xưởng quát lên. Ai bảo các chú bày ra cái chuyện thờ cúng sau xưởng? các chú biết thấy tôi đây đã lập bàn thờ hẳn hoai mà còn phải lập thêm hay lại lại nghĩ buộc nhà không thiếng. Cả đám công nhân im lặng không ai lên tiếng, ông Bình thấy vậy thì cảnh cáo. Tôi mà biết chú nào bày ra cái trò này nữa thì cứ liệu. Nói xong ông Bình quay trở về phòng, một lúc sau ông cho gọi chị Liên tới, Chị mới đến thấy xếp gọi thì lại sợ tái mặt. Sợ ông Bình nghĩ chị xui hội công nhân lập bản lễ, cống cho con nơ canh cho nên gọi lên để truy cứu. Và nhìn thấy khuôn mặt tối tăm của ông Bình chị liền tức giận, chị liền vội vàng thanh minh, à không, không không phải cháu xui chúng nó đâu. Ông Bình liền ngạc nhiên, ở okay, cái cô này sao lại như là gà móc tóc thế hả? Tôi có việc nhờ cô giúp tới đây, Chị Liên thở vào định nói rằng mình nhầm với chuyện lập bàn lễ nhưng mà ông Bình nói trước. Từ bây giờ cứ cuối ngày chỉ giúp tôi đem toàn bộ số vải vụn trong công xưởng vứt đi. Hoặc là bán cho những người làm thú bông với bao cát. Họ cần lắm đấy. Tôi sẽ cho cô số để liên hệ. Bán được bao nhiêu cô giữ lấy. Miễn là cuối ngày không được để lại chút vải vụn nào trong xưởng. Làm thế cho nó sạch. Chị Liên nghe xong thì biết ngay mà tuy ông Bình nói là không tin chuyện ma cỏ. Nhưng lại sai chị làm việc này thì chắc chắn ông cũng tin rằng con ma nơ canh kia đang tác oai tác quái. Nhưng vì có tiền cho nên chị không nói gì, mà chỉ vâng dạ rồi lấy số của người thu mua vải vụn từ ông Bình. Từ đó về sau cứ cuối ngày lại có người tới lấy vải vụn đem đi, cả công xưởng sạch bóng chẳng còn lại thứ gì. Ông Bình hả hê vì nếu con ma nơ canh đó ăn vải vụn để tồn tại, thì ông sẽ cho nó chết đói. Không còn vải vụn để xem mày sống thế nào, khỏi tác oai tác quái được thế nhưng điều mà ông bình tính toán lại không hẳn đúng từ ngày hết vài vụn ở trong công xưởng thì thi thoảng lại xuất hiện Mấy nhúng lông động vật sau một đêm nhìn là biết ngay lông chuột lông mèo hay lông chó gì đó trên mặt đất cũng có vài vết máu chắc là của lũ động vật xấu xố ai nhìn thấy đều hoảng sợ và cho rằng chắc chắn do con mơ nơ cành đó gây ra mọi người bàn nhau rằng nó bây giờ biết ăn thịt động vật thế này chắc chẳng mấy chốc chuyển sang ăn cả con người không khí u ám bao trùm đến cả công xưởng khiến ai nấy đều sợ hãi rồi cả những vụ tai nạn lao động xảy ra trong công xưởng nặng có nhẹ có nhưng chưa tới mức phải mất mạng ông bình có hai người con trai đứa con trai út mới học lớp ba tên bảo được ông cưng chiều nhất nhà thi thoảng còn được ông cho tới công xưởng chơi hôm đó bảo đến công xưởng với bố ông bình mải mê lo công chuyện thế nào chẳng biết tại sao thằng bé này chạy xuống phòng máy chơi mà cũng đúng lúc đấy chẳng có ai trực ở đó thằng bé tay máy thế nào mà bị điện giật đến khi công nhân xuống phát hiện ra vội vàng đóng nguồn điện bê đi cấp cứu thì đã quá muộn thằng bé đã ra đi ông bình khi biết tin thì khóc lên khóc xuống cứ trách bản thân mình bất cẩn không chịu không chừng thằng bé cuối cùng thì cứng cứ đổ bệnh nằm liệt giường và để cho anh thu con trai cả của mình tiếp quản công việc làm ăn anh Thu vừa mới ra trường còn khá trẻ cho nên nhiệt huyết với công việc. Ngay sau khi đám tang của em trai kết thúc vội vã đến công xưởng làm việc thay cho ông Bình. Anh Thu trước đây cũng nghe nhiều người đồn đoán về ma nơ canh quái ác rồi cũng muốn tìm cách giải quyết. Anh tin rằng cái chết của cậu em trai mình ít nhiều cũng liên quan đến con ma nơ canh kia. Anh sợ nếu để lâu thì còn nhiều người phải liên lụy. Anh Thu khắc với bố của mình ở khoản chịu lắng nghe lời của người khác nếu ông Bình một mực bác bỏ tin đồn ma quỷ Thì anh Thu lại trực tiếp đi hỏi những người công nhân ở đây Về những chuyện kỳ lạ xảy ra Anh muốn biết để mà giải quyết dứt điểm Cánh công nhân thích cậu chủ thực sự muốn biết Thì cũng đem những chuyện kỳ lạ họ thấy kể cho anh nghe Hóa ra không phải có mỗi mình chị Liên nhìn thấy Hay bị con ma nước canh đó dọa Mà hầu như ai ở công xưởng này cũng chạm mặt nó ít nhất một lần anh Thu nghe xong thì cũng chỉ biết đậm mở vì những chuyện này khó tin thật. Nếu là ông Bình thì chắc chắn đã nổi khủng lên. Anh Thu thì khác, anh tin vào những chuyện mà cánh công nhân vừa kể là thật, cho nên mới bàn với họ cách để giải quyết. Bàn tới bàn lôi thì mọi người cũng đều đồng ý rằng nên nhờ thầy cúng ngay sư thầy trên chùa để giải quyết. Anh Thu cũng cho là phải, nhất định phải có người được gọi là trung gian đứng ra để giải quyết chuyện này nhưng mà anh thu dặn mọi người phải giữ kín đừng để cho ông bình biết chuyện mình sắp làm bởi vì ông cũng đang không được khỏe thế là anh thu liền bí mật tìm hiểu dò la tin thức quanh vùng và sang cả các vùng khác để tìm được thầy cúng hay là sư phụ nào cao tay để chấm dứt chuyện này cuối cùng sau khi nghe được lời chỉ dẫn của một người bạn anh thu lên tận bắc gian để tìm được nhà thầy nghe bảo thầy này nuôi âm binh linh thiêng lắm Chuyện coi bói với chỉ những trường hợp phong hồn quấy quả người sống. Anh Thu đi từ sớm, thế mà tới nơi đất đông nghịt người đứng xếp hàng tới lượt. Anh Thu lầm bẩm chắc là phải chờ đến trưa. Khi có người vừa ra mở cổng thì đám đông liền nhau, nhau lên đòi được vào gặp thầy. Nhưng người mở cổng chỉ nói, Bà con thông cảm cho, hôm nay thầy tôi có việc cho nên hẹn bà con hôm khác. Đám đông liền chưng hừng thở dài thường thượt than vãn với nhau rằng mình ngồi đây từ sáng sớm không được gặp thầy. Đúng là không có duyên. Anh thù tiếp mọi người ra về thì cũng chán nản định đối gót của họ bước đi. Ở trên bậc thềm các anh thanh niên mở cổng giáo rất nhìn trong đám đông, tìm cho bằng được người độ gần 25, mặc áo sơ mi trắng quần tê đen. Chẳng hiểu sao thầy của anh nói mới bảo sáng nay mở cửa rất đón khách, nhưng mà vừa quay ra, quay vào thì đã đổi ý mà dặn. Con ra ngoài cổng bảo mọi người về đi Nay thầy có việc Nhưng nếu có người thanh niên nào độ 25 Mặc áo sơ mi trắng quần tê đen Thì gọi vào đây tình hình gấp lắm Anh này chẳng hiểu gì Nhưng cứ làm theo Đang lúc mà tưởng như không có ai Như lời của thầy nói định quay vào báo lại Thì thấp thoáng đằng xa anh trông thích thu Dường như anh thu định ra về Nhưng cứ ngập ngừng trong lòng nóng bừng Như lần lửa đốt Mãi không thể đi tiếp được Cuối cùng anh cũng thấy người mà thầy mình cần tìm. Anh mở cổng liền chạy ra chỗ của anh Thu, thì thầm nhỏ với anh cốt để không cho những người khác nghe thấy. Thầy tôi bảo cần gặp anh, bây giờ đi theo tôi. Anh Thu nghe vậy thì mừng lắm, cũng may là lúc nãy ngập ngừng chưa vội đi, cho nên có duyên gặp được thầy, chứ không thì chuyến này công toi. Anh Thu vội vàng đi cùng với người mở cổng vào bên trong. Vừa vào tới chính điện thì thấy một ông lão đã giả lắm, trông ông đạo mạo nhìn qua là biết đây chính là ông thầy mà mọi người vẫn nhắc anh thu liền chào hỏi từ cửa già con chào thầy con tới đây xin nhờ cậy thầy em trai của anh vừa báo cho ta biết rồi em trai con nhưng nó mới mất mà thầy em trai của anh đã theo anh từ nhà tới đây là cũng kể hết cho tôi nghe rồi con xin thầy nói rõ hơn để con hiểu được không bố của anh làm ăn trên mảnh đất xấu âm khí thịnh trong sườn lại có hình nộm con linh tính Dần dần ám khí tích tụ Làm cho nó biến dị trở thành con tinh tà Trở thành con tinh con tà đi hại người Đáng ra thì nó sẽ bắt bố anh đi Thế nhưng mà vì ông cầm tinh con cọp lại nặng vía Nên không làm được gì Mà lại bắt đi cậu con út Nếu bố của anh tin ngay từ đầu Thì đã biết đừng lập miếu lập đàn cúng tế cho nó Thì đâu có chuyện kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh anh Thu nghe thầy giải thích như vậy thì không khỏi đau xót. Hóa ra là em trai của mình chết oan, mà anh cũng thầm trách bố của mình là bởi người bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu đã chịu lắng nghe thì đâu tới nỗi em trai của mình phải mất mạng. Anh Thu liền nói: Nếu thầy đã biết sự tình rồi thì con xin thầy hạ cố, cứu giúp gia đình chúng con. Tốn kém bao nhiêu con cũng xin chịu. Thật ra hôm nay tôi bảo mọi người giao về cũng chỉ vì lý do này thôi ta đi luôn đi sớm được lúc nào hay lúc ấy thầy pháp đã chuẩn bị sẵn đồ nghề từ khi nãy anh thu liền vội vàng đưa thầy ra chỗ gửi xe rồi cả hai người cùng quay trở về về đến nơi thì cũng đã đầu giờ chiều anh thu mời thầy ăn cơm tại công xưởng anh nói dạ thưa là hôm nay con xin phép mời thầy ở lại dùng bữa thế lỗi cho con vì không mời thầy về nhà do nhiều vấn đề gia đình à sao là ông bố của anh không tin tôi chưa gì anh Thu ngạc nhiên vì cái gì thầy cũng biết và cũng có hơi ngợn ngùng bởi vì đã mời thầy về đây lại còn bị nói là không tin thì đúng là khó xử. Thế vậy thầy điện nói Không sao cả, tôi làm việc này cũng chỉ vì muốn cứu nhân độ thế chứ bố của anh không tin thì cũng không sao việc tôi thì tôi cứ làm. Anh Thu nghe xong thì phục thầy lắm vừa giỏi lại đức độ thế này thì chắc chắn chuyện nhà anh sẽ xong vừa lúc mà thời gian chờ đợi thì thầy có đi xung quanh công xưởng để xem xét tình hình dừng lại ở đằng sau xưởng thầy nói tôi có ở đây âm khí cứ u uất không tan chẳng trách mà vì một đồ vật có linh tính lại thành tinh được vậy bây giờ phải làm sao à trước đây anh nói rằng nó chỉ có ăn vài vụn để tồn tại phải không nhưng mà theo tôi thấy thì nó đã đụng tới cả máu thịt rồi nếu không làm gì thì chắc chắn chỉ độ nửa năm thì tôi cũng phải chịu thôi đến chiều tối trước 6 giờ anh đi chuẩn bị cho tôi những thứ này anh thu nhận tờ giấy ghi chú từ tay của thầy đọc qua một lượt cũng chỉ thấy toàn là đồ cúng bánh kẹo hoa quả không có thứ gì đặc biệt anh thu cũng biết ít nhiều nghe đâu người ta nói muốn chấn niệm những thứ không sạch sẽ thì phải dùng máu chó đen hay là cọc gỗ nhưng mà đây chỉ phải chuẩn bị nhang đèn nằm cho anh tò mò giả thưa thầy cho con hỏi mình không phải chấn niệm nó hả Tôi không làm được chuyện thất đức đó đâu Tôi xem con hình nộm này cũng không phải là hạng tàn ác Cho nên thử thương lượng với nó Anh Thu cũng chẳng hiểu cho nên chỉ biết vâng dạ, Rồi tự mình đi chuẩn bị đổ lễ Đến hơn 5 giờ chiều vừa tan tầm mâm đồ cúng Cũng đã được bày ra ở đằng sau sườn Còn mấy anh công nhân hiếu kỳ cũng nán lại Để xem thầy chị con ma nơ canh Ai đấy cũng đều tò mò Quá trình trừ ma diễn ra như thế nào từ giờ làm lễ thì mọi người hơi thất vọng vì cũng chẳng khác gì những buổi lễ cầu siêu cũng vong hồn bình thường chẳng qua là có nhiều thứ lạ hơn ở trên bản lễ thầy pháp cũng mặc áo nâu sồng ngồi tụng kinh gõ mõ trước bản lễ được một lúc thì vài người cũng bỏ về vì chán nản cuối cùng thì cũng chỉ còn lại thầy pháp anh Thu và chị liên ở lại dọn dẹp sau cùng làm tới tối thì thầy cũng xin vài đài âm dương Kết quả là một sấp một ngựa Đoạn quay sang nói với anh Thu ấy thế mà là nó đồng ý rồi đấy Đồng ý chuyện gì ạ Nó yêu cầu nhà anh phải làm cho nó một cái mộ giả Hàng tháng hàng năm cứ cúng kiến đầy đủ Còn con mắt trái của nó Thì ban đầu nó cứ bắt phải đi tìm bằng được Nếu không thấy thì nó sẽ làm cả nhà anh hỏng đôi mắt trái như nó Nhưng mà tôi đã thuyết phục nó mãi nó mới chịu xuôi Chỉ cần đi tìm một con mắt giả khác đốt cho nó là được Mọi chuyện cứ như vậy là yên ổn Chỉ cần vậy là xong à Tôi đã nói từ đầu rồi Con người nộm này tuy đắt là tà Thế nhưng mà nó lại không có ý ác Chẳng qua là nhà anh có ác ý với nó Cho nên là nó mới phải như vậy Nếu mà để lâu hoặc không thương thảo với nó Thì hậu quả khó lường lắm Nếu mà quả thật như thầy nói Thì thật là phúc đức khi mà gặp được thầy Nay nhà con có chút lòng thành gọi lần là lần để mua nhang đèn cúng thần cúng Phật Con xin biếu lại thầy Thầy Pháp chẳng nói gì liền mở luôn ra trước mặt của anh Thu Làm cho anh có vẻ hơi bối rối Rồi chọn lấy một tờ 100 ngàn Đưa lại tập phong bì cho anh Thu rồi dặn Tôi chỉ xin lấy số lẻ thôi Còn anh cứ giữ lấy nhang đèn cho con người nộm kia giúp tôi thật chu đáo Buồn phận của tôi bây giờ đã xong Bây giờ anh đưa tôi về là quý hóa lắm rồi Anh Thu thích thầy nói như vậy thì cũng biết rằng Có nhiều người làm nghề này không phải vì tiền và ở trong nội quy của họ có rất nhiều những ngặt nghèo về chuyện lấy công khi mà đi giúp người cho nên anh cũng không nài ép thầy nữa mà chỉ mong thầy có thể ở lại tối nay để anh đón tiếp báo đáp nhưng mà thầy nhất quyết không chịu mà cứ đòi ra về bằng được cho nên anh thu cũng không giữ thầy lại với cả nếu mà ông bình mà biết được thì chẳng phải là khó xử tiến thầy về anh thu cũng lái xe về nhà trước khi về anh còn nhớ rõ như in những câu dặn dò của thầy anh nên nhớ là việc thỏa thuận với nó đã xong xuôi nhưng mà nó vẫn còn mang lòng căm hận bố của anh lắm vì đã đốt nó ra cho còn làm mất con mắt của nó cho nên anh chú ý một điều ngàn vạn lần phải dặn bố anh cẩn thận mỗi khi cần đến công xưởng còn không thì nên ở nhà vào ngay ngày hôm sau anh Thu làm theo lời thầy dặn thuê vài người thợ tới để mà làm ngay một ngôi mộ giả cho con ma nơ canh. Đoàn cũng xuống dưới kho tìm xem có con mắt giả nào không, đem đốt để hoàn thành tâm nguyện của nó. Mọi thứ xong xuôi thì quả đúng như lời của ông thầy nói. Cả công xưởng đã trở lại yên bình không ai còn thấy con ma nơ canh hiện về nữa. Mà kể cũng là kể từ ngày đó thì công việc làm ăn kinh như vậy thuận buồm xuôi gió nhiều khi phải gấp hai ba lần trước đây. Bán đi cái cũng gần nửa năm mà không có chuyện gì kỳ lạ, mọi người cũng dần quên đi những ký ức kinh hoàng trước đây, nhiều khi họ còn chuyển tay nhau. Có khi là giường mình càng ngày càng phát triển mạnh là do thờ cúng cô cẩn thận cho nên cô cho lộc. Cô mà đám công nhân nhắc đến chính là con ma nơ canh thành tinh. Nhiều thành phần năm mê cờ bạc đỏ đen ra xin cả số đề mà cô đã muốn cho ai thì cứ tối về nằm ngủ lại mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp tới cho số để đánh nhưng cấm được cho ai đánh cùng là y như rằng hôm sau chúng ông bình tuy ở nhà dưỡng bệnh cũng nắm bắt được tình hình ở công xưởng cũng tỏ ra khó chịu nhưng không gầy gắt như trước tuy nhiên ông cũng biết đây là một quyết định đúng đắn khi giao công xưởng cho con trai của mình quản lý còn anh thu thì toàn tâm toàn sức lo lắng cho sự phát triển của công xưởng anh làm ngày làm đêm, nhiều khi còn ở lại luôn công xưởng làm việc chứ không về nhà. Nhiều anh em công nhân cũng khuyên xếp mình về, nhưng mà anh không chịu. Với cả từ ngày anh làm quản lý, cánh cổng sắt kia cũng không còn đóng im bìm cả ngày nữa, mà thường thì sẽ mở ra khi mà anh còn lại công xưởng. Bên trong sân có lắp thêm mấy cái bóng đèn cao áp cho nên không còn vẻ âm u tĩnh mịch như xưa. Thỉnh thoảng công nhân tan tầm chưa về vội ở lại chơi cầu lông, bóng chuyển với nhau. Đến tối thì lại có các ông các bà quanh đó mượn sân để tập dưỡng sinh, tập múa với nhau. Không khí trong công xưởng ngày càng được cải thiện rõ, không còn sự vắng lặng đến giận người như trước. Điều này là do anh thu học được khi mà tìm hiểu về phong thủy, bà anh biết cái đất của công xưởng này rất nặng nề về đường âm, cho nên cần phải có thêm phần dương thì may ra mới khá được. Từ đó cũng như mọi hôm khi mà chị Liên thu dọn Rồi về thì anh vẫn còn làm việc trong phòng Các ông, các cụ, các bà cũng đã đến giờ cũng mang loa đài trầm trước sân mà tập dưỡng sinh Anh thu trong phòng nghe tiếng đếm đều đều thì cũng bớt căng thẳng Chỉ trong vòng nửa năm thôi cả công sườn này đã thay đổi ra thịt Tự hào về những gì vừa đạt được trong một thời gian ngắn Khiến cho anh thu cảm thấy có gì đó tự hào vì bản thân đang lúc lâng lâng nhòi người trên ghế chìm vào trong niềm vui của riêng mình thì anh thu chợt để ý thấy có người đứng thập thọ ở ngoài công xưởng anh vội vàng ngồi ngay ngắn lại nhòm dậy nhìn ra xem là ai ở bên ngoài là một thiếu nữ non độ ngoài 20, tóc đến lưng da trắng, dáng người rong ròng cao như người mẫu. Anh Thu vừa nhìn lướt qua thì lập tức rung động thầm nghĩ, người ở đâu mà lại đẹp như vậy? Anh quyết định đứng dậy đi ra ngoài kiếm cớ gì đó bắt chuyện với cô gái. Khi đến gần thì anh mới nhận ra cô gái này đúng là tuyệt sắc danh nhân. Một khuôn mặt trái xoan sống mũi cao một đôi môi đỏ lông mày lá liễu. Mọi thứ trên khuôn mặt đó đều hài hòa, kết hợp với nhau để tạo nên một vẻ đẹp thoát tục mà anh Thu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Đứng trước người đẹp anh Thu có vẻ mất bình tĩnh ngấp úng. Cô, cô, à, à em đứng đây có chuyện gì? Cô gái kia liền cười khúc khích trước điều bộ của anh Rồi cất tiếng nói lanh chảnh như là chuông Em đứng đây cho vui thôi Em thấy trong này ngày nào cũng sáng đèn cho nên tò mò Muốn vào đây để xem cho kỹ Hóa ra là do giám đốc trẻ vẫn mãi biết làm việc quên giờ Thầy buổi này kiếm được người con trai nhanh thì hiếm lắm đấy anh Thu à Ồ em biết cả tên anh à Anh thì ai chả biết Các cụ ngoài kia cứ khen anh tài giỏi đức độ hơn người còn gì Anh Thu cười vì cô gái kia đã quá lớn rồi anh đâu có được hoàn hảo như người ta nghĩ. Dường như cô gái này biết anh đang nghĩ gì cho nên liền nói. Anh không phải ngại, người ta có gì nói như vậy thôi. À em quên mất tư sự giới thiệu em tên là Tâm, năm nay 22 tuổi, ít hơn anh tận 3 tuổi đấy. Đứng trước một cô gái táo bạo như vậy khiến cho anh Thu cảm thấy mình thật nhút nhát. Không biết cô gái này con nhà ai Chắc là gần đây thôi cho nên mới biết tường tận anh như vậy. Thế cô gái cứ đứng ngần mãi ngoài này, anh Thu mới mời. Nếu em không ngại thì mời em vào trong phòng uống nước. Chết, lần đầu mới gặp anh mà anh mời em vào trong phòng rồi sao? Ờ, thế em đợi anh một chút, để anh kê bàn ghế ra ngoài rồi pha trà. Mày ngồi ngoài này cho tiện. Em chiều anh đấy, ai lại bắt tội và anh như vậy? Em vào trong phòng anh ngồi cũng được mà. Anh Thu gãi đầu gãi tai rồi mười tâm vào trong phòng của mình. Anh pha trà mười tâm rồi hỏi. Nhà em có ở gần đây không? Dạ nhà em cũng gần đây thôi. Hôm nào anh trả đi qua. Khi nào rảnh thì anh ghé qua nhé. Anh thu cười gật đầu đồng ý. Người đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa sợi lời như vậy. Anh mới gặp lần đầu mà đã cảm thấy thích cô. Hai người trò chuyện với nhau rất hợp. Tới khi các cô chuẩn bị ra về thì tâm cũng đứng dậy thôi em xin phép về đây công đã muộn lắm rồi chào anh nhé anh thu liền ngỏ ý hay là em để anh đưa em về thôi anh cứ làm việc của anh đi em tự về được mà nói xong đã thấy cô đi nhanh ra phía cửa nhà xưởng anh thu vội vàng đi theo nhưng ra tới nơi chẳng thấy cô đâu chỉ có thấy mấy ông bà tập xong đang đi về phía cánh cổng sắt bên ngoài người gì mà biến mất như ma vậy anh thu thầm nghĩ Trông thấy mọi người ra về gần hết Anh Thu cũng ra ngoài đóng cánh cổng sắt lại Rồi làm việc tiếp Nhưng cứ ngồi vào bàn thì lại nhớ đến hình ảnh Cô gái tin tâm Khiến cho anh cảm thấy bồi hồi Thôi chẳng làm nữa Anh Thu thắt máy tắt điện Lên giường đi ngủ Cố gắng tìm bằng được cho mình hình bóng của gia nhân Nằm vắt tay lên chán Anh Thu nhớ lại xem mình đã từng gặp tâm bao giờ chưa Bởi vì cô ấy nói nhà ở gần đây nhưng cố gắng thế nào đi chẳng nữa thì anh vẫn chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt. Cứ nghĩ qua nghĩ lại cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao giữa đêm anh cứ nghe tiếng của tâm gọi mình khi gần khi xa, vàng vàng ở bên tai. Trong lúc mơ màng anh còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng chợt có một bàn tay mềm mại lạnh buốt đặt lên ngực của anh thì anh mới giật mình mở mắt. Trước màn tối đen anh không nhìn rõ người ấy là ai, chỉ nghe tiếng cười lanh lành biết ngay là một cô gái. Nhưng anh không thể cử động được tay chân. Người đó cứ cười mãi, đều cười nghe không hề rùng rợn mà lại rất êm ái. Làm cho anh thích thú. Rồi cô gái đó tinh nghịch trèo lên người của anh mà ngồi luôn trên đấy. Cả người của anh cứng đơ như là tượng đá. Đành đã cố gắng cử động nhưng không được. Lúc này anh mới biết sợ. Cái cô gái kia vẫn ngồi đấy, cái cười khúc khích chẳng lẽ lại là ma anh thù nghĩ trong bụng như vậy rồi lập tức niệm vật nhưng không hề ăn thua cái thứ kia cứ đè lên người của anh nặng hơn rồi lên những chàng cười lớn hơn cho đến khi anh sắp không chịu nổi nữa thì bên ngoài có con chó canh xưởng đang gầm gừ sổ lên vài tiếng vang cả căn nhà cái thứ kia nghe xong thì không cười nữa vội vàng rời khỏi người của anh rồi biến mất trong bóng tối tiếng con chó chạy huỳnh huỳnh ngoài sân hình như vừa sủa vừa đuổi theo cái gì đó ra tít tận đằng xa rồi im bặt anh thù lúc này hoàn hồn lại vội vàng vớ lấy công tắc bật đèn lên ánh sáng bao trùm căn phòng làm cho anh yên tâm hơn cái thứ quái quỷ gì vậy anh nghĩ thầm trong bụng chẳng lẽ lại là ma quỷ tới ám mình anh cảm thấy cơ thể của mình đau nhức mệt mỏi rã rời như là bó cư khi lâu ngày mới lao động nặng Xoay người vài cái cho bớt mỏi Anh định nằm xuống nhưng không dám ngủ Sợ rằng lỡ mình ngủ thì cái thứ kia sẽ quay lại Mà cũng kỳ lạ Ở đây ngót ngửa năm rồi mà đã bao giờ anh bị như vậy đâu Thế sao hôm nay lại bị trêu chọc Không may là có con chó ở ngoài đổi giúp anh cái thứ kia đi Không thì chết mất Nghĩ rằng chắc cái thứ kia sợ con chó Cho nên anh liền ngồi dậy ra ngoài cửa gọi nó về chỉ vài giây sau con chó đã tới bên anh vẫy đuôi mừng rối rít anh xoa đầu của nó một cái rồi kéo nó vào trong xưởng con chó không chịu vào vì bình thường nếu dám bén màng vào đây kiểu gì cũng bị đám công nhân Đã đít đuổi đi cho nên nó sợ anh thu phải vất vả lắm mới kéo nó vào trong được rồi đóng cửa lại con chó không dám đi xa cứ nằm ở gần cánh cửa anh thu gọi nó mấy lần rồi mới dám vào nằm dưới chân giường còn nó ở đây thì cũng yên tâm Anh Thu liền thắt đèn lên giường đi ngủ Cả đêm đó còn chó ngủ dưới đuôi giường Có thi thoảng gầm gừ vài tiếng nhẹ rồi lại thôi Từ đó cho đến sáng không xảy ra bất cứ chuyện gì kỳ lạ nữa Sáng ra anh Thu mệt mỏi uể oải dậy sớm Mở cửa cho con chó để nó ra ngoài giải quyết Còn anh thì đi đánh răng rửa mặt Quay vào đặt thấy cô cậu ngồi chiếm trệ chế trên cửa phòng của anh anh thù xoan đầu cái nó rằng đúng là khôn như chó thế là cả buổi hôm đó nó cứ ở lì trong phòng chỉ khi nào cuồng chân thì mới chạy ra đường vài vòng rồi lại quay về bên chủ có cại con nó đúng là yên tâm hơn hẳn anh bình hôm nay ở lại công xưởng làm việc thực ra cũng không phải là do nhiều việc mà đúng ra là anh muốn đợi tâm đến tối anh cứ chờ đợi mãi không thấy cô gái tin tâm ngày hôm qua đến thi thoảng anh cứ ra ngoài ngó nghiêng để xem cô đang ở đâu nhưng cả buổi tối cô không hề xuất hiện mãi đến gần 12 giờ anh mới chịu đóng cửa lên giường đi ngủ phải tới gần một tuần sau thì tâm mới xuất hiện vừa nhìn thấy tâm con chó đất sủa lồng lên tâm sợ quá vội nép vào sau cánh cửa anh thủ thích tâm thì mừng rồi tiến lên quát con chó Mick im ngay đi con chó im luôn nhưng mà vẫn không ngừng nhìn Tâm nha răng gầm gừ. Tâm đứng sau cánh cửa chỉ con chó mà nói. Anh Thu, đuổi giúp em con chó em sợ lắm. Ờ, à, ờ à, em để anh đuổi nó ra. Anh Thu nói xong thì liền đẩy nó ra ngoài nhưng nó không chịu. Nó cứ ngồi y ở đó không ngừng gầm gừ. Phải đến khi anh đá mấy cái vào đít của nó nó mới chịu kêu lên đang ẳng rồi chạy ra ngoài. Tâm thấy như vậy thì liền đóng cánh cửa vào đặt tay lên ngực ôi gì chứ em là em sợ chó nhất trên đời mấy ngày trước em định vào chơi với anh nhưng con chó đứng cạnh cho nên em lại về ấy chết anh lại vô ý quá thế để nốt hôm nay anh cho nó ra ngoài tâm liền bẽn lẽ nói dạ vâng thế thì em cảm ơn anh nhiều hai người lại tiếp tục chuyện chó với nhau và cũng kể từ hôm đó con chó chỉ được vào trong phòng của anh thu mỗi khi anh chuẩn bị đi ngủ còn không thì cứ ở bên ngoài tâm cũng tới trời với thu nhiều hơn cứ hôm nào anh ở lại là y như rằng cô đến dần dần cái số ngày mà anh thu ở qua đêm tại công xưởng nhiều hơn ở nhà bố mẹ của anh có hỏi thì anh cũng trả lời qua loa rằng dạo này công xưởng nhiều việc cho nên anh cần phải ở lại làm thêm sau nhiều lần gặp gỡ vào mỗi buổi tối tình cảm giữa thu và tâm càng tiến thêm một bước Họ chính thức trở thành tính nhân và có ăn nằm với nhau vài lần. Trong một đêm mặn nồng với nhau Tâm tự nhiên hỏi Thu Anh có định cưới em không? Ờ à, tất nhiên là có. Anh bảo cưới tôi mà anh có chịu đưa tôi về gặp bố mẹ anh đâu? Hay là anh định chối bỏ trách nhiệm? Anh nào có ý đó? Chẳng qua là anh sợ em còn ngại cho nên chưa đề cập thôi. Đến lúc nào anh cũng mong được em về nhà ra mắt bố mẹ. Tâm liền nói anh nằm với nhau bao nhiêu lần rồi anh còn sợ ngại thế anh định bao giờ mới cho em về gặp bố mẹ thì cứ để cuối tuần này được không em ai mà chờ được cuối tuần anh không muốn cho em về nhà đúng không anh nào có ý đó chẳng qua là anh muốn bố mẹ anh ở nhà chuẩn bị tâm lý sẵn thôi anh lúc nào cũng có lý do em muốn ngay ngày mai mình về luôn được không anh thù suy nghĩ một lúc rồi nói thế thì đơn giản Ngày mai anh sẽ nghỉ làm để về nhà nói với bố mẹ em chuẩn bị đi. Tôi mai anh sẽ tới đón em. Mà em cũng phải cho anh biết nhà để mà sau này còn vì thăm bố mẹ em nữa chứ. Tâm liền cười. Anh cứ đến giường may đợi em là được. Nhà em khó lắm em cũng chưa muốn ồn ào. Thu lại ôm tâm và lòng rồi thủ thỉ. Thế cứ để ngày mai rồi mình tính tiếp nhé. Đôi trẻ kinh như vậy quấn quyết nhau nồng nhiệt hết mình tình yêu Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì Thu không còn thích tâm. Anh nghĩ chắc cô cũng đã vội về nhà chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay. Thu ở lại đợi anh em công nhân tích đông đủ rồi trở về nhà. Đến nhà Thu liền thông báo ngay cho bố mẹ của mình đã có người yêu, tối nay sẽ dẫn về nhà. Bố mẹ của Thu mừng lắm vì cuối cùng cũng sắp có được một nàng dâu. Mẹ Thu nói với ông Bình, để ông xem, ông cứ lo với trả lắng mãi, rồi tới khi chúng nó dắt nhau về lại chả kịp tổ chức đám cưới ông bình vẫn nghiêm túc hỏi thế anh quen cô bé đó ở đâu mà bí mật vậy anh thu liền vội đáp dạ nhà cô ấy cũng gần xưởng mình thôi ông bình lại hỏi thế anh có biết gì về gia đình bên đấy chưa ờ dạ con vẫn chưa biết ạ à? đấy tôi bảo ngay mà chưa biết gì về nhà mà đã nói cưới tôi bảo nó là con mình cho nên tôi hiểu lắm mẹ của anh thu chỉ cười rồi đáp Ông cứ làm bây giờ là thời chiến nên mà phải rõ ràng lý lịch. Chỉ cần con nhà hiền lành thôi là được, thời buổi này có phải cưới vợ dễ đâu. Ông Bình liền cố thêm. Nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu chứ, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống cơ mà. Bà Bình liền nói, thì tối nay ông đợi con bé đó tới mà kén, gớm cứ làm như ông lấy vợ không bằng. Thôi để tôi ra chợ mua ít đồ về làm cơm tối. Anh Thu chỉ cười trừ thôi vì tính bố mẹ của anh từ xưa tới nay vẫn vậy. Rất thích tranh cãi với nhau, nhưng chỉ ít thì cũng chưa đến mức gầy gắt với nhau bao giờ. Anh Thu thấy mẹ của mình định đi chợ vội vàng tranh đi mua, nhưng bà bảo Thôi anh ở nhà sắp xếp nhà cửa hợp lý đi, lên dọn lại cái phòng trên tầng, không là lúc bạn gái đến đòi lên xem phòng thì lại xấu hổ. Anh Thu gãi đầu gãi tay liền ở nhà sắp xếp dọn dẹp đồ đạc chỉ có ông Bình là không ư hử gì Ông có cảm giác gì đó lạ lắm không thể lý giải được Hoặc cũng là có thể do cái tin con trai của ông báo cho cả nhà biết Làm cho ông bất ngờ mà làm cho bệnh trở nhẹ thôi Anh Thu vẫn hí hà hí hừng lau dọn nhà cửa Anh muốn tối nay phải có một buổi gặp gỡ hoàn hảo Bố mẹ của anh sẽ ngạc nhiên Vì một người con như anh Vừa giỏi quản lý nhà xưởng lại có được một cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng mấy chốc thì cũng tới giờ hẹn, anh Thu mặc đồ bánh bao xịt nước hoa khắp người rồi rời đi. Anh lái xe thật nhanh tới công xưởng mà chẳng thích tâm đâu. Nghĩ là cô đến muộn nhưng chỉ vài giây sau đã thấy tiếng của tâm ở bên trong công xưởng. Anh Thu em ở đây. Thu nhìn vào đất thấy tâm hóa ra cô đang đợi anh trong nhà xưởng. Thu vội vàng chạy vào nhìn tâm một lượt. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp lạ thường, Cả hai người ôm nhau thắm thiết đoạn thu nói Bố mẹ anh nghe tin tối nay anh đưa em về nhà cho nên mừng đấy Tâm liền nói Có thật không? Thật mà Bố mẹ anh đang mong em ở nhà chúng mình cùng đi thôi Tâm liền nũng nịu Anh bế em ra cơ Thu liền chiêu tâm Em bé tâm để cho anh bế ra ngoài xe rồi cùng về gặp bố mẹ nào Thu nói xong thì liền bế sóc tâm lên xe rồi cả hai cùng trở về nhà Dừng xe trước nhà Tâm hơi hồi hộp cho nên nói Anh Thu liệu bố mẹ có thích em không Tất nhiên là thích rồi Anh thích thì bố mẹ anh nhất định cũng thích em Nhưng mẹ em sợ Không có gì phải sợ bố mẹ anh hiền lắm Thế anh đưa em về nhà đi Thu liền mở cửa cho Tâm rồi chia tay nói Để anh nắm tay em mình cùng vào Thu vừa nắm tay của Tâm thì giật mình vội buông ra Nhưng là sợ phải con rắn Tâm ngạc nhiên Anh sao vậy À, không không anh không sao cả tâm hơi khó chịu anh bị sao vậy cứ làm như lần đầu tiên cầm tay em vậy thù có phải muốn như vậy đâu rõ ràng khi nãy cầm tay của tâm anh cảm giác như cầm vào một khúc gỗ thô cứng lạnh tanh nhưng mà nhìn lại vẫn là bàn tay của người yêu anh cầm thử một lần nữa thì vẫn là cảm giác mềm mại quen thuộc chắc là khi nãy mình nhầm thôi anh lại vui vẻ nắm tay của người yêu bước vào nhà đứng trước cánh cửa lần này đến thu cũng hồi hộp bố mẹ đang đợi con dâu tương lai về nhà ngay sau cánh cửa liệu bố mẹ sẽ phản ứng như nào khi thấy anh đưa tâm về nhà anh hít một hơi thật sâu đẩy cửa đi vào ông bà bình thấy con về thì liền hướng hở quay ra xem mặt con dâu tương lai nhưng vừa nhìn về phía cửa thì khuôn mặt hai ông bà tái mét mặt cắt không còn giọt máu hai cái miệng cứ há hốc không ngậm lại được ông bình run rẩy chỉ tay về người con dâu tương lai đang đứng cùng con của mình rồi lắp bắp anh 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 đem cái gì về nhà thế này anh thu vội vàng nhìn ra người bạn gái của mình thì hỡi ôi có người yêu xinh đẹp người đã ăn nằm với anh trong cả tháng nay bây giờ lại trở thành một con man nơ canh với một khuôn mặt dập nát phần con người bên trái cái đầu từ từ xoay trái hai con mắt xanh lẻ đang mở to trên trường lên hết nhìn anh rồi lại nhìn ông Bình Ông Bình trong thích cảnh tượng đó Thì chỉ kịp hét lên một tiếng để kinh hãi Rồi đoạn lăn ra tắt thở Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.